Hiện nay cùng với sự phát triển của xã hội, ảnh hưởng của sự giao thoa văn hóa và hội nhập về kinh tế, không chỉ dân tộc Lào mà ở nhiều bản làng vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng trang phục truyền thống của dân tộc mình trong sinh hoạt hàng ngày đang dần mai một. Trước bối cảnh đó, cùng với sự quan tâm của Đảng bộ tỉnh Lai Châu, Phòng Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Tân Uyên đã phối hợp với xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên để mở lớp truyền dạy kỹ năng tạo hình, dệt và may trang phục cho thế hệ trẻ. Nhằm cụ thể hóa nghị quyết 04 của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Lai Châu về bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Thực hiện cái nghị quyết 04 của Ban chấp hành đảo Bộ tỉnh về, về bảo tồn các giá trị văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch, huyện ủy, ủy đã xây dựng kế hoạch số 45 và ủy ban dân huyện đã xây dựng kế hoạch để mục đích là nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Lào. Đây là một trong những nét đẹp của đồng bào dân tộc. Phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc gắn với phát triển du lịch, Chị em phụ nữ thế hệ trẻ người dân tộc Lào ở huyện Tân Uyên, Lai Châu học cách may trang phục truyền thống. Tham gia lớp học may trang phục truyền thống dân tộc Lào có 40 học viên là người dân tộc Lào ở xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, Lai Châu. Lớp học có ba nghệ nhân trực tiếp truyền dạy kỹ năng là người dân tộc Lào sinh sống tại bản Hào Nghè, xã Mường Khoa, đã có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng trong tạo hình trang phục dân tộc các học viên cũng được hướng dẫn kỹ thuật và các bước để dệt nhuộm thổ cầm may hoàn thiện một trang phục truyền thống chi tiết nhất khi chúng tôi trường dạy thì chúng tôi trường dạy là dệt váy này dệt dệt áo này với cả dệt khăn quấn đầu này với cả dệt áo nam áo quần nam thắt lưng với cả khăn quấn đầu nam theo áo nữ là theo đây này cái cả theo áo nam là theo theo ở ở ở áo nam là theo túi. Lớp truyền dạy may trang phục truyền thống do huyện Tân Uyên tổ chức có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Lào trên địa bàn huyện Tân Uyên. Thông qua lớp truyền dạy này, trang phục của đồng bào dân tộc Lào sẽ được lưu giữ và bảo tồn. Đây cũng chính là cơ sở để xã mường khoa nói riêng huyện tân uyên nói chung tiếp tục phát triển du lịch